Cháu Lực nhìn thấy là ở trong nhà là tất cả mọi cái của bác đây, hai anh em dọn dẹp rất là gọn gàng. Đấy, cái gì để đâu ra cái đấy của bác. Sứ ơi, Sứ ơi, chắc là phải gọi điện cho Sử đã các bác ạ. Sử thì hôm nay là có khi là cầm theo điện thoại, không biết là đi tận đâu để lấy cỏ nữa, hay là thấy cháu Lực về đến trốn đi rồi nhỉ các bác nhỉ. có phải cái điều này hay không? Đây là cái ngôi mộ, mà ngôi mộ bà của Sử các bác ạ. Mỗi lần mà em Sử lên đây thì em ấy đều là dọn cỏ cho mộ của bà mình một chút. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Lê, khảo bao giờ đấy? 4 xe ạ. Bao giờ nữa? 5 xe ạ? 4 xe. Hả? Ồ, bạc số viết nào? Ừ. Ồ, ui. Ui, to quá. Chú là bị mụn nhọt rồi các bác. Áo quần thì ấy hết rồi. Bày đi hóa hết rồi hả bác? Ừ. Chú? Đấy, cái hả? Cháu mua áo mới cho thì có vừa không? Hả? Cháu mua áo mới cho có vừa không? Có phải á? Cháu mua áo mới cho các con của chú thì có vừa không? Đi hò của hò à? Hò chứ ra. Cháu mua cho 5 người, đúng không? Đấy, cháu mua cho 5 người. Chú đang sát gạo à? Vâng. Chú sát gạo đi nhá, cháu đi vào nhà Sử chút. Ô, Sử đâu rồi chú? Chưa không biết rồi á? Em Sử thì đóng cửa hết rồi các bác ạ. Đấy, cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lần đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị và mạnh thường quân trong và ngoài nước. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi vào nhà của ba ông cháu của bác ạ. Đấy, bây giờ thì hiện tại là đi vào thì không biết là ông với lại Sử thì đi đâu hết rồi cô bác. Đột nhập đi vào xem trong nhà một chút xem là mấy ông cháu ở nhà có gọn gàng không ấy cùng cô bác nhá. Đấy, cánh cửa thì rất là huyền thoại rồi cô bác ạ. Cánh cửa này thì phải nói là được mấy chục năm rồi, cùng nhà như con nhà rồi. Đấy, cháu Lực nhìn thấy là ở trong nhà là tất cả mọi cái của bác này, hai anh em dọn dẹp rất là gọn gàng. Đấy, cái gì để đâu ra cái đấy của bác. Đấy, ở trong nhà thì hiện tại là ngôi nhà thì cũng nhỏ của bác, thành ra là còn là rất là nhiều vật dụng, còn là hơi bồ bộ một chút, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực của bác nhá. Cái điều này thì cháu Lực luôn luôn nhắc nhở các em thôi. Đấy, bây giờ thì cùng đóng cửa để đi xuống dưới xem là em Sử đã đi đâu rồi. Có khi là đang đi chăn trâu hay là đang đi làm gì đấy cô bác ạ. Đấy, quần áo mọi cái của em ấy thì giặt rú phơi lên rất là gọn gàng. Ui, vườn rau của ba ông cháu đây cô bác này, xanh tươi tốt luôn cô bác. Ở đây là cải mèo chín cống luôn cô bác. Đấy, ở đây thì thóc của nhà em thì các em cũng biết là lấy bạt lên phủ để cho nó đỡ bị ướt. Ấy còn trâu mùa này mọi cái phải đun nước thì mấy trâu mới uống được cô bác ạ, chứ không là lạnh ấy. Không biết là Sử đi tận đâu lấy cỏ rồi. Sử ơi, Sử ơi, Sử ơi, Sử ơi, chắc là phải gọi điện cho Sử đã cô bác ạ. Sử thì hôm nay là có khi là cầm theo điện thoại, không biết là đi tận đâu để lấy cỏ nữa, hay là thấy cháu Lực về đến trốn đi rồi nhỉ các bác nhỉ. Có phải cái điều này hay không?
mọi khi thì Sử hay cắt cỏ ở chỗ này được cô bác này, nhưng mà ở đây thì chắc là ở gần cho nên là hôm nay đi cắt xa hơn. Hay là Sử điện thoại ở nhà nhỉ? Sử ơi, lô em đang ở đâu ấy? Cắt ở trên à? Vâng. Cắt cỏ ở trên à? Vâng. Ồ, thế anh lại tưởng ở dưới này anh chạy đi xuống dưới. Cắt sắp xong chưa? Chưa. Chưa à? Lên cắt lâu chưa? Để một tí. Ồ, bác ở lên nhà chú trên kia đúng không? Đi nhà chú thì lên đây đi. À, là đi qua lên trên đấy đúng không? Qua nhà chú đúng không? Vâng ạ. Đấy. Ok. Đấy, em Sử thì phải nói là còn là rất là nhiều câu em ấy chưa biết nói cô bác. Như câu vừa rồi bảo là đi lên đây đi, đáng nghe phải anh ơi anh lên đây đi thì mới đúng. Thì cái điều đấy thì cháu được nhắc nhở em ấy thường xuyên thì em ấy sẽ biết. Ôi rồi, đậu này. Mấy đậu này rất là sai luôn cô bác, đậu này. Phải đi qua đường này thì mới đi đến nhà chú của em Sử. Cái ngôi nhà thì nhìn từ phía bên ngoài vào thì có vẻ như rất là to các bác nhỉ. Nhưng mà đi vào nhà thì mới biết là ngôi nhà nó hẹp bao nhiêu. Ui cái chè này. Nhìn mỗi cái chè như thế này thôi, ít nhất nó cũng phải rơi vào tầm 5 đến 10 năm rồi các bác ạ. Hay ở đây thì nếu mà cô bác anh chị nhận chè của cháu Lực cô bác này thì cô bác kiểm tra là nó có cả pha cả cái tuyết này rất là nhiều cô bác nhá. Đấy, pha cả tuyết này rất là nhiều thì cái vị chè của nó mới ngọt được. Hay nếu mà cô bác mà thử cái chè của cháu Lực gửi về cho cô bác ấy uống xong mà nó không thơm và không ngọt ở trong cái phần miệng của mình thì cháu Lực sẽ giả lại cái phần giả lại tiền cho cô bác anh chị cô bác nhé. Và cô bác nếu mà cô bác kiểm tra kỹ là nó sẽ kéo có cái tuyết trắng trắng này này. Đấy, tuyết trắng trắng này. Bây giờ thì đến mùa Tết ấy thì nếu mà cô bác mua chè của cháu Lực đi làm quả biếu hay là để uống thì cũng rất là tốt cô bác nhé. Ủa nhà chú có Sử thì hôm nọ chắc là chỗ này thì chắc là cây đập vào sao cô bác ạ. Nhà chú của Sử thì phải nói là chắc là tiết kiệm rất là lâu thì mới có tiền để mà làm nhà. Ở đây thì người con trai cả của chú thì cũng đi làm hàng tháng đi gửi tiền về cho gia đình, về cho ông. Sử ơi, đi qua đây nữa. Tại ở đây thì như đằng sau nhà chú của em Sử với cô bác này thì cũng đào một cái ránh để cho không nước nó chảy vào nhà. Sử ơi, ui rồi lợn, ơi nhà chú có lợn này. Sử ơi, Sử ơi, bảo đi qua nhà chú mà. Ui thế là Sử đi đây cỏ xa phết đấy chứ. Hình như ở đây là kịch đường rồi. Thôi chắc phải dừng ghi hình một chút cô bác ạ. Tìm thấy em Sử rồi thì tôi được sẽ ghi hình sau nhé cô bác nhá. Nó là leo. Hơi mệt chút cô bác ạ. Thành ra nói chuyện nó không có được thế lắm. Ủa, này. Hoa đẹp này. Đây là cái này là già rồi cô bác nhá, già rồi cho nên là cháu Lực mới hái được. Thì vào cho cháu Lực được nói thêm một chút cô bác nhá. Nếu mà ở đây cô bác anh chị có nhận được mật ong mà cháu Lực gửi cho cô bác ấy thì mật ong khoái thì nó sẽ lấy không phải vào cháu Lực thôi. Thế còn cho cháu Lực xin nói thêm một chút cô bác. Ở đây thì nếu mà
cô bác anh chị có nhận được cái mật rừng ấy. Mật rừng là ông, con ông si đấy đi lấy rất là nhiều cái phấn hoa này, rất là nhiều cái phấn hoa mà khác nhau ấy, về để làm nó về để thành mật. Còn nếu mà như mật khoái thì nó lại ở tít trong rừng già hơn, thì thành ra là nó sẽ khai thác nó khó hơn, thành ra là nó là nằm ở chỗ đấy cô bác ạ. Đấy, và mật ong ấy cô bác, nếu mà như mà khi mà cháu được cô bác anh chị có đặt tổ trước, có một cái tổ ấy ở đây, thì nếu mà cô bác anh chị có đặt một tổ mà cháu được khai thác hay là thu mua được về, thì cái màu của nó, thí dụ nó sẽ màu nhạt hơn hay là đậm hơn, thì nó tùy theo cái độ tuổi của năm. Còn ở đây thì thường thường là cháu được phân biệt màu, là màu nó càng đậm thì là cái tổ mật ong đấy càng lâu. Hay, xử lý cắt cỏ trên kia này cô bác này. Đấy, một mình em cắt cỏ. Chỗ này là của nhà sứ à? Chỗ này là ruộng của nhà sứ á? Ở đây á? Nương của nhà sứ à? À, cái chỗ nương này thì cháu Đức chưa có biết cô bác ơi. Nương này cũng là của nhà sứ. Anh chào sứ nhá. Rồi. Lên lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? À. Sắp đủ chưa? Sắp đủ bó chưa? Rồi. Không đeo găng tay à? Đeo găng tay. Chỗ này có phải của nhà sứ không? Không phải. Không phải á? Đâu? Đâu? Cái kia là mộ à? Cái là của ai? Của bà á? Ồ. Thế là ngôi mộ của bà Sử được nằm ở đây này cô bác này. Thế còn mộ người bố của Sử nằm ở đâu? Tí trên kia à? À. Ôi, bạn gái kia là Trân Châu à? Vâng. À. Đấy, người ngôi mộ của bà Sử cô bác này thì được nằm ở đây. À, bây giờ cháu được nhìn thấy là còn rất là nhiều cây cối nó ở xung quanh. Đâu, cho anh vác một chút. Vâng. Vậy, buộc ra bên này. Từ nhá. Đây, bỏ dây ra bên này đi. Ở đây. Và đến đấy bỏ ạ. Có hai dây là một dây? Một dây thôi ạ. Một dây thôi à? Vậy. Lấy một bó hay hai bó ấy? Lấy một bó thôi ạ. Thế thì anh vác chỗ này nhá. Vâng. Chứ vác chỗ đấy nhá. Vâng. Chứ ơi. Dạ em mà ông vác hình lào thì tao yếu ở đấy. Nó. Ừ. Nó. Ừ. Để eo đi bụng đằng vân à. Ông đi đâu rồi? Vừa rồi anh không nhìn thấy ông. Ông sáng nay không biết đi đâu rồi. Không biết đi đâu à? Vâng. Ờ. Ở nhà thì anh đột nhập vào nhà, ở nhà thì khá là gọn gàng đấy nhở? Vâng. Dạo này có vẻ như là gọn gàng ra phết đấy nhở? Vâng. Có nhiều dây hay là một dây? Anh lấy cái này buộc luôn nhá. Một dây thôi. Một dây à? Vâng. Thì anh lấy cái này buộc luôn. Vâng. Hai anh em mỗi người vác một bó. Mùa này thì đang vào mùa đông, cho nên là các em cũng đi lấy cỏ rất là sớm cô bác ạ. Đấy, em Sử thì đợt này ở nhà cô bác ạ, đến mùa này thì em chỉ có nguyên là lấy củi với lại lấy cỏ thôi. Cái cỏ ở trên kia có phải có nhà Sử không? Không ạ. Không đâu à? Ui, trên kia nhiều cỏ phết nhở? Vâng. Còn nhà em hết chỗ này rồi. Nhà em hết chỗ này rồi à? Vâng. Cái này có cắt được không? Cái này có cắt được không? Có. Cắt đi. Cái dây vừa rồi em để đâu? Anh buộc ở đây nhá. Vâng. Buộc ở đây cho nhá.
Vâng. Mà các cái bó kia là anh em mình mỗi người một bó để vác về. Vâng. Ấy em xử thì hiện tại là ở nhà. Ấy đây này, để vào đây này. Thế anh va dưới kia có một tí. Dưới kia có một tí nào. Vâng. À, anh tưởng là hết rồi. Đấy, cái này có buộc luôn không? À? Cái này hay là để vào đấy à? Buộc đấy luôn. Buộc đấy à? Vâng. Cái này thì mang về xong là để trộn với rơm đúng không? Vâng. Ấy, thế anh bác ở đâu? Ở dưới kia có một tí nữa. Dưới kia có một nữa à? Vâng. Không lấy bao tải về à Sử? Không ạ. Lần sau Sử đi lấy cỏ phải lấy cả bao tải theo nhá. Vâng. Đấy, hình ảnh mà em xử lý lấy cỏ thì rất là quen thuộc với cô bác rồi. Thế là tôi đến khá là nhiều lần rồi. Nhưng mà mỗi lần em là ở một chỗ khác nhau. Và có lần có được lên gặp thì em mới lấy củi. Có lần thì lên gặp thì lấy cỏ. Gặp ở chỗ nào thì chỗ, gặp cái gì. Đây anh bế lên cho. Đây là cái ngôi mộ bà của Sử thôi bác ạ. Mỗi lần mà em Sử lên đây thì em ấy đều là dọn cỏ cho mộ của bà mình một chút này. Em bà của Sử thì vừa mới mất được hơn một năm rồi các bác, gần một năm rồi các bác. Để lên đây dọn dẹp xung quanh mộ của bà cho một chút. Ở đây thì hôm nay cháu được mấy ghi hình nên lần đầu tiên của bác này nên thì thức phim đáng nghe ra là cháu được không muốn ghi hình đâu, nhưng mà cháu được nên bắt gặp em ấy là làm cái gì thì cháu được là để ghi hình lại cho cô bác anh chị cùng biết luôn, biết là em Sử khi mà người bà của mình ra đi thì em ấy làm những cái hành động gì. Thế là mỗi lần Sử lên đây là Sử đều làm như vậy à Sử? Vâng. Hôm nay thì lên thì gặp em Sử làm cái hành động của bác này cho nên là biết là nói gì thêm đâu bác. Em Sử thì có chia sẻ cho Đức rằng là bà em Sử đã được để cất ở trên này. Em Đức cũng chỉ biết là em chỉ tay hướng đó đến đó thôi, chứ còn chưa có lên gặp và chưa có lên đây trực tiếp bao giờ cả. Thế cái chỗ mà bố của em ở thì em có hay đi dọn cỏ như này không? Không ạ. Không à?
Vâng. Chỗ của bố em thì là xa hơn à? Vâng. Nhưng mà một năm là đi một lần hay là như nào? Đấy, em cũng biết, em không biết ở đâu nữa. Thế là không biết là chỗ bố mình là được chôn cất ở đâu đâu à? Vâng. Thế thì em phải hỏi ông ấy, em phải hỏi ông rồi lúc nào mà hai anh em mình lại lên trên đấy một chuyến. Vâng. Đây phải nói là người bà của Sử thì nuôi nấng em Sử với em Hải từ rất là nhỏ các bác ạ. Từ lúc mà hai anh em còn bé cho đến lớn bây giờ cái việc mà chăm lo hay là báo hiếu thì chỉ có biết cách là làm như vậy thôi. Ông thì hiện tại là vẫn còn đang ở với mình, một cách tốt nhất thì cũng chỉ biết là đi làm quần quận về để lấy tiền đưa cho ông, để cho ông đi sắm sửa mua đồ mọi cái. Ở trên này thì kệ nó chứ hay là như nào? Trên này kệ à, là ở xung quanh đúng không? Vâng. Này thì bao giờ khô thì gom lại à? Vâng. Xong là một hành động mà nhìn lại một chút đấy. Thế là em thì là chỗ này thì đợt mà trước em với ông lên thì biết à? Tới lúc mà đưa bà lên đây cất à? Vâng. Lúc đó là em cũng lớn rồi nhỉ? 5 năm trước là em cũng biết rồi đúng không? Biết rồi. Cho anh hỏi một chút đấy. Thì cái lúc mà bà của Sử ấy mà ra đi ấy thì biết là Sử là lúc đấy có một tâm trạng buồn rồi, nhưng mà lúc đấy em có đi đâu làm gì không hay là ở nhà? Ở nhà đó ạ. Ở nhà. Vâng. Lúc đấy là bà bị bệnh hay là như nào? Vâng, bị bệnh. À, bị bệnh à? Vâng. Bà bị bệnh được bao nhiêu lâu? Đi cúc bài một lần nữa, không còn đỡ thì mất rồi. Đi cúc bài một lần à? Vâng. Lúc đấy thì em chưa có xe nhỉ? Chưa có đó. Thế lúc đấy thì mỗi lần đi cúc bài thì ai đưa đi? Chú đưa đi ạ. Chú đưa đi à? Vâng. Thế chú với bà đi thì em có đi cùng không? Em đi một lần nhé. Em đi một lần à? Vâng. Là bà đã đi xuống nằm viện, xong mà em là đi xuống ở cùng à? Vâng. Lúc mà bà đi xuống ấy nằm viện thì em thường là làm những gì cho bà đợt đấy? Chị ở đấy xem bà thôi ạ. Chị ở đấy là xem bà. Vâng. Thế đợt đấy là em chưa có điện thoại gì đúng không? Chưa có đó. Thế là đến lúc mà ra viện thì làm thế nào mà mình gọi chú để đi đón? Chú đi về xong chú bảo là chú lại đi đón ạ. À. Đấy, chú của Sử thì phải nói là cũng rất là thương yêu các em cô bác ạ. Ở đây thì đáng lẽ ra nếu mà chú của Sử có ít người con ấy, thành ra là cũng nuôi nấng được em Sử em Hải. Nhưng mà do là nhà chú của Sử cũng có rất là nhiều người, có tận 7 người cơ nhỉ? Vâng. 7 người cho nên là rất là nhiều cái phải chăm lo cho gia đình của mình, cho nên là không có lo được cho Hải với Sử là nhiều. Nhưng mà ngược lại đó thì cũng làm rất là nhiều hành động, hay là lên khi mà nhà của Sử có công việc gì ấy, thì đều lên giúp đỡ rất là nhiệt tình nha. Vâng. Chú của Sử thì có bao giờ là nói Sử hay là nói Hải chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Không nói lần chút nào đúng không? Không nói được. Thế là hôm nay là em lên đây là lấy cỏ, là tiện thể là xem là mộ của bà là xem là có như nào không, dọn cỏ luôn à? Vâng. Thông thường thì bao nhiêu lâu thì em ra đây em dọn làm như này một lần? Một tháng ạ. Một tháng là em lên một lần à? Vâng. Thế là mình cứ lên đây mình lấy củi xong là làm cái gì thì mình đều làm như vậy luôn à? Vâng. Bây giờ hai anh em mình đi về đấy nhỉ? Vâng. Đấy, bác cỏ của anh kìa đâu? Dưới đây ạ. Đây ạ? À? Vâng. Có một tí thôi á? Vâng. Có một tí này sao bằng sức của anh được? Anh thì khỏe mà. Ba thấy được ạ. Sử cỏ được ạ.
Sử không biết là anh cũng khỏe à? Ấy à, không phải là nhìn xa thôi, ít thôi. Vào gần thì cũng nhiều phết đấy. Đấy, bây giờ thì hai anh em sẽ đi về nhà thôi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì phải nói là có sương mù lên khá là nhiều rồi, khá là lạnh nhé. Cái này thì tí mình lấy về thì có phải thái luôn không? Mai mới thái đấy. Mai mới thái à? Vâng. Là mình lấy để dành ngày mai đúng không? Vâng. Ôi, chỗ này có nhiều chuối rừng đấy nhở? Vâng. Chú ơi, đây là của chú ạ. Của nhà chú à? Của nhà chú ạ. Chuối rừng này thì cũng có một cái vị bài thuốc ấy cô bác ạ. Nếu mà ở đây mà em Hải với em Sử là em Sử mà đi lấy được nguyên cái chuối rừng này về thái nhỏ xong là để phơi lên thì cũng nếu mà để ngâm rượu thì cũng là một loại thuốc đấy cô bác. Xe của Sử gì để đâu Sử? Để trên nhà kia ạ. Trên nhà Thắng kia à? Vâng. À. Mưa lên đường không lên được đâu. À không lên được à? Vâng. Ồ. Thế là mưa là không lên được thì ra là mới để trên đúng không? Vâng. Ôi. Găng tay của Hiệu rơi đúng không? Chắc phải. Sử vừa nhà to này. Ui. Nào. Bỏ nó ra luôn đúng không? Mày bỏ không được. Mày bỏ không được à? Vâng. À. Quỷ của Sử thì lấy Sử để nhà bên kia à? Vâng. Đi rửa tay đi. Ui ôi, sao Sử không đeo ủng vào? Đeo ủng như anh như này. Đeo tất rồi ạ. Đeo mới tất rồi bác, dính hết rồi. Ui ôi. Ở đây thì tất thì cũng được là, xem nào, tất bỏ anh xem là bác nào gửi cho. À tất đây là được hai chị là Nguyệt Thúy gửi cho các bác. Ở đây thì không phải là mỗi mình Sử đâu, cả cho lực nữa các bác. Đấy, đều được hai chị gửi cho. Còn là dép của em thì được là bác Tiên là bác ấy mua cho. Nói là bác Tiên là một bác mà cũng đồng hành từ với cháu Đức từ hoàn cảnh của nhà em Sử hay là rất là nhiều hoàn cảnh khác luôn cô bác ạ, gửi cho ba ông cháu cũng như là gửi cho cháu Đức rất là nhiều quà. Đấy, cũng là một người bác mà cháu Đức rất là ngưỡng mộ cô bác khi mà thấy bác cháu Đức có Facebook của bác ấy, thấy bác chia sẻ cái những cái thước phim hay là những cái cuộc sống của bác ấy lên ấy thì cháu Đức nhìn thấy vào cuộc sống của hai bác thì nói là rất là ngưỡng mộ của bác, không có biết là chia sẻ gì thêm ấy. Vậy cái tách này hôm nọ là bị cái gì đập chúng à? Đâu? Đây này. Có móc rồi. Không biết. Chắc là cái gì đập chúng, nhưng mà ở dưới phần đấy này có bị giò chút nào không? Không ạ. Không bị giò đúng không? Đầy có rồi, thảm. Đầy có rồi à? À. Hỏi có bị giò không mà đầy quá rồi thả nước không? Có lúc mà Sử trả lời rất là hồn nhiên các bác. Chú của Sử thì đang bị chân là đang bị mụn nhọt đấy. Cái này mụn nhọt này thì rất là đau các bác ạ. Cái này thì chú không đi bác sĩ à? Không đi đâu á? Nó tự khỏi hay là như nào? Ui nhìn trông ghê quá chú ạ. Còn bọc cái túi bóng ni lông này thành ra là nó không có thoát được hơi. Chú buộc cái vải đi. Chú lấy vải quấn đi, đừng có buộc vào túi bóng đấy. Đấy, Sử thì nói là ở trong nhà của bác này. À, rất là gọn gàng luôn, hôm nay lên đấy. Oh. Ngồi ghế đi. Ok, ngồi ghế đi. Vào trong nhà thì chỉ có biết là mấy anh em sưởi ấm nó như thế này thôi cô bác.
Bây giờ nếu mà mua cái máy mà sửa kia cô bác này, cái máy sửa kia thì nó cũng rất là sửa kia thì nó cũng rất là tốn tiền điện đấy, thành ra là không có, thành ra là cháu Đức cũng không có mua cho lên các em. Nếu mà như được các bác giúp đỡ như này thì mua cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì nó cũng rất là tốt rồi. Rồi đang tìm gì á? Tìm cái điều khiển. Điều khiển á? Vâng. Đây. Cái bàn học thì trên đấy để cái gì nhiều đấy? Tối lại dọn dẹp à? Vâng. Đèn là rất sáng của bác này, mở lên thì sáng luôn cả một cái ngôi nhà luôn. Ông đi có sửa đi đâu rồi sửa không biết à? Không biết rồi, sáng nay đi đâu em không biết. Chắc là cũng chỉ đi lấy củi thôi nhờ. Vâng. Nhưng mà để mà đi chơi thì không có đi được cô bác ạ. Em Hải đi học đến tối mới về rồi nhờ. Vâng. Thế tí là Sử có đi đón Hải nữa không hôm nay ấy? Hôm nay không đi đâu, mưa ạ. Mưa lên đường, xấu quá. Mưa là đường không có đi được cô bác, cho nên là phải cho em Hải là tự đi bộ về thôi. Còn là nếu mà như đi mưa như này thì sợ là trơn trượt thì nó sẽ có khi là bị tai gặp tai nạn luôn đấy. Thế Sử thì từ lúc mà mua xe thì rất là may là chưa có chuyện gì mà xảy ra với em mà. Mỗi lần nhóm bếp là đi lấy cái vỏ ngô đấy à? Vâng. Ngô này là ngô nếp hay là ngô thường? Ngô thường đấy ạ. Ở nhà Sử thì cũng có thêm ba con mèo này các bác này. Đấy, ở đây thì Hải với Sử là rất là cưng hai ba con mèo đấy. Hôm nọ bảo xin, hôm nọ bảo là có ai lấy không thì bảo cái gì ấy, anh quên mất rồi, nhưng mà nhớ là câu đấy là cho rồi không biết là ai lấy thì sao ấy. Em Hải với em Sử thì trả lời một cách rất là hồn nhiên các bác ạ. Còn về cái phần nhà của ba cháu của bác thì hiện tại thì vẫn đang đợi là mấy anh em thợ, là mấy anh em cơ khí là đi vào hàn xong mọi cái thì mới người ta mới lên lắp được. Thì trong quá trình đấy thì hơi chậm chế một chút thì rất là mong cô bác chị sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác. Đấy. Cô bác hãy ý nghĩ cho cháu Lực rằng là một từ là gọi là chậm nhưng mà chắc. Hay ở bên ngoài thì thời tiết khá là lạnh các bác, nếu mà không có làm gì ấy, mình mà cứ đi làm một công việc nào đấy thì nó sẽ ấm người hơn. Đấy, nhưng mà không có phải là mình mặc áo mỏng manh đi là nó sẽ ấm đâu. Thế Sử thì lên, nếu mà thường thường lên trên đấy dọn mộ cho bà xong thì về có nằm mơ gặp bà không? Không ạ. Không ạ. Vâng. Thế Sử như Sử thì có bức ảnh nào của bà không? Không có đâu. Không có. Chú vẫn có. Chú vẫn có à? Ừ. Thế em có muốn là mình đi in ra không? Ừ. Em có muốn đi in ra không? Tấn ảnh của bà. Ừ. Tôi chưa có một tấn mà không biết đâu. Đi đi đâu à? Mình mà tấn còn ông ấy. Thế nếu mà muốn in ra thêm thì bảo anh. Vâng. Nhá. Vâng. Nào cháu Lực sẽ đi làm cho bao cháu một tấm ảnh lớn lớn một chút để treo ở nhà của bao cháu của bác nhé. Sử có muốn anh là đi làm một cái tấm ảnh mà bao cháu chụp với nhau không? Có ạ. Có ạ. Vâng. Thế hôm nào anh chụp bằng điện thoại thì hai anh em mới đi xuống cái huyện làm nhé. Vâng. Có dịp nào thì mới đi được, có bác có dịp nào đi xuống huyện làm cái gì thì cháu Lực mới là à đi làm được chứ. Bây giờ mà chạy đi xuống nữa làm một tấm ảnh thì nó cái việc đấy thì cũng rất là tốt rồi, nhưng mà rất là mất thời gian của bác ạ. Tiện thể là đi xuống làm cái gì thì cháu Được sẽ làm luôn cho bao cháu. Đi tờ. Chú ngồi đây này.
nâng lên nào, bên này xả phê ạ. Thế này tờ. Cô chú của Hải Sử thì thấy cháu Đức xuống là cũng xuống là hỏi thăm cô bác ạ. Hôm nọ thì cháu Đức vừa mới tặng phần quà của cô bé tới cho các con của chú ấy. Ấy còn hai cái bạn lớn thì lớn rồi, thế nên là cháu Đức không có mua cho nữa. Hai bạn đấy là biết là đi ra ngoài làm và kiếm được tiền rồi. Còn năm bạn nhỏ thì cháu Đức đã mua cho hết rồi. Hôm nọ thì có cả em Sử là đưa đi nữa. Về thì các em có thích không? Sử có thấy các em thích không? Áo ấy. Có ạ. Có ạ. Vâng. Các nhà chú thì có bảo gì không? Không ạ. Không ạ. Vâng. Ở đây thì không phải là các cháu gọi là gặp ai gặp đi đâu cô bác. Cháu Lực thì lên khá là nhiều lần rồi. Thành ra là đưa kẹo cho các em là cũng khá là nhiều lần. Và gặp bố mẹ các em thì cháu Lực cũng đã dặn trước rồi. Thành ra là khi mà các em gặp cháu Lực thì các em mới đi cô bác nhá. Chứ không phải là tự dưng cái là bảo là đi đâu. Con của chú là đi học hết rồi nhỉ? Ừ, đi học hết. Hôm nọ là mua cho mấy đứa là hai đôi tất. Ừ. Mua thêm hai đôi tất đây. Hai đôi tất Sử nhỉ? Mua thêm mỗi người là hai đôi tất đúng không? Không biết nhỉ. Bốn chiếc này. Đó, ác thầy không tới. Có phải không? Chạy nhỏ. Ổng hay là tất. Quý nhỉ? Tất, tất này. Tất tất này. Tất mình đeo trong ủng ấy. Nhớ chạy lòng tạo. Ơn kể nó nghe. Thế thì, tản chú cho tôi tới tao chỉ. Người dưới anh đúng thầy không tới. Cho ác thầy người dưới ác thầy không tới rồi. Ừ. Hôm nay chắc là nói với chú là chú quên người gửi nhà là cô bé ở bên Mỹ kia. Cô bé chưa có gửi cho chú 1 triệu ấy. Người ơi, gửi cho cô chú là 1 triệu để cô chú mua con áo ấy. Đấy, nhưng mà cháu không biết là cô chú mua hay không. Nhưng mà đợt này thì là cô ấy lại gửi cho cháu là 2 triệu rưỡi để mua con áo. Cá kia thì chú ăn hết chưa? Cá hết rồi à? Anh khá là đông con cho nên là một thùng cá thì cũng không có được bao lâu à cô bác ạ. Cũng chỉ được tầm độ... một tuần đổ lại thôi. Ngoài ra thì nhà chú chỉ là ăn nguyên rau cải thôi cô bác. Mùa này đang là mùa rau cải đấy. Hình như Vân là về đúng không Sử? Về rồi ạ. Vân là đi làm về đúng không? Vâng. Em Vân thì là một người bạn mà cũng rất là thân với Sử nhà Sử nhà đúng không? Vâng. Vân là bằng tuổi em à? Hơn tuổi tí ạ. Hơn 1 tuổi á. Thế là ở đây là em hay là chơi với bạn nào nhất? Em có bao nhiêu người bạn? Có thằng Vân với thằng Ca. Vân với Ca à? Vâng. Là hai người bạn mà thân nhất à? Vâng. Con sâu này. Nên là tối nay là ăn với lại món rau cải à? Vâng. Đây thì mới là rau cải mèo chín cống này cô bác này. Cái cây nào mà gần quá đấy tỉa ra. Vâng. Tỉa cây nhỏ nhỏ cái nó không phát triển được to đâu. Đấy, bao cháu đi ở nhà cũng rất là siêng năng cô bác ạ. Trồng được một cái vườn rau cải mà phải nói là rất là nhiều. Rất là đẹp luôn, rất là xanh luôn. Ở đây thì rau cải nhà Sử thì rất là sạch sẽ cô bác ạ. Không có thêm thuốc trừ sâu gì cả. Chỉ có là bón phân lợn thôi nhỉ. Vâng. Cái này thì thưa quá rồi, thưa quá thì mình phải tỉa đi thì nó mới lớn được đúng không? Vâng. Bây giờ đến chiều tối rồi cô bác này thì không khí lạnh lại ùa về rồi. Hình như là mây là kéo như một đội quân nguyên lên rồi. Hôm nay thì đi bắt gặp em Sử lấy cỏ cô bác này. Nói là lấy cỏ xong thì em ấy dọn dẹp lại cái...
khu mà bà của mình đang được chôn cất ấy. Mỗi lần lên là em sửa đều làm như vậy. Được chưa? Chưa đã. Chưa đó. Đã. Lấy nhiều tí. Đây đây. Trời thì bây giờ cũng khá là lạnh rồi các bác ạ. Chắc là mấy anh em cũng phải đi về xong là nấu cơm thôi. Bây giờ thì cũng đến giờ ăn cơm của Sử rồi. Tối nay là ăn đây với lại có món thêm món gì nữa không? Có món rau cải thôi. Món rau cải á? Thế tối nay không đi chợ à? Không ạ. Ờ, thế tối nay đi chợ để mua thịt đi. Đường 6 quá. Mua đường 6 quá? Vâng. Thế nên một tí nữa anh đi xuống dưới mà gặp Hải thì mua Hải gửi lên nhá. Vâng. Nếu mà có thịt nhá, không có thịt thì mua cá mắm này nhá. Vâng. Đấy. Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Phải nói là em Sử là một người mà cực kỳ mà biết suy nghĩ luôn các bác. Lên trên thì lấy cỏ này, xong là vừa dọn dẹp lại cái ngôi mộ cho bà nữa. Bao giờ thì Sử bà hỏi ông ấy nhá. Vâng. Hỏi ông bảo là bố, mộ của bố mình được ở đâu ấy. Thì vâng. Nên là lại làm điều tương tự như vậy nhá. Vâng. Đấy, bố của Sử thì mất từ lúc Sử còn rất là nhỏ các bác ạ. Còn là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực, giúp đỡ cho bây giờ gia đình của em Sử thì cũng có một cái ngôi nhà khang trang, ngôi nhà mới để ở thôi cô bác. Đấy, trong thời gian này thì anh em đội thợ cực khí chưa vào lắp cửa cháu Lực được thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực thêm một chút thời gian của bác nhá. Và cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.